Bây giờ, nào, lại lôi cái con bùa đỏ ra. Không sao nhá, thời điểm này chúng ta cần phải giữ một cái đầu lạnh các bạn ạ. Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Vậy là chúng ta lại được gặp nhau rồi. Nhưng mà gặp vào một cái thời điểm buồn ơi là buồn, buồn thỉu, buồn thiu. Buồn bởi cái điều gì? Thì lúc đầu ấy, cái phần pích tướng các bạn cùng quan sát là mình cầm quýt mang trừng trị rồi. Nhưng mà có vẻ như Lavin bị ức chế bởi những cái thứ xung quanh, như là bạn ấy bị bồ đá hay là vấn đề gì là bạn ấy cầm Lavin tiếp tục ở mang trừng trị và chat đúng một câu là ta phá các bạn ạ. Ôi, thế thì trong trận đấu này lại hai rừng và lại phải chia đôi kinh nghiệm, nhưng mình có trừng trị mà. Lavin cũng có trừng trị nhưng mà bạn ấy trừng trị xịt mất rồi, không để mất quái nha. Hiện tại thì thời điểm đầu game mình sẽ cần phải chia đôi kinh nghiệm với Lavin. Đây là một cái điều cực kỳ khó khăn đối với những người đi rừng. Chúng ta đã đi rừng thôi, chúng ta cảm thấy mệt rồi, cảm thấy khó khăn rồi. Nhưng mà trong trận đấu này lại còn phải chia đôi kinh nghiệm nữa. Thế là bản thân của mình sẽ rất là thọt ở thời điểm đầu nha. Được cái là mình sẽ được một đàn lính này khi mà Elsu không có ở đây. Elsu về thì chắc là không kịp đâu. Vậy nên là mình farm xong đàn lính này, mình vào rừng mình lại bị mất quái với đèn chứ. Bây giờ, nào, lại lôi cái con bùa đỏ ra. Không sao nhá, thời điểm này chúng ta cần phải giữ một cái đầu lạnh các bạn ạ. Nên nhớ Wit là chất tướng late game. Vậy nên là mình sẽ cần một cái đầu lạnh, mình không nghe ai nói cả, mình cũng không chat gì cả, mình chỉ có tập trung nhìn thấy lính là farm, nhìn thấy quái mà farm mà thôi. Em có tê tái. Ơ, thôi sao, sao rồi? Mất nhanh quá các bạn ạ, không kịp luôn, không kịp tê tái luôn. Thôi nào, tiếp tục farm, chưa lên nổi level 4 luôn. Mình với Lavin đang phải chia đôi kinh nghiệm và trao trận đấu này cũng rất là khó khăn khi mà team mình có đến 3 xạ thủ. Có Elsu, lúc đầu có Elsu đi đường, mình cầm Quýt đi rừng là hợp lý rồi. Lavin lại cầm thêm cả đi rừng nữa, thế nên là trao trận đấu này sẽ là 3 xạ thủ mà các bạn đủ biết rồi. 3 xạ thủ thì rất là khó đánh nha. Mà Lavin còn đang chat là thua đi nhá đây này. Bây giờ mình sẽ tắt sạch chat đi, mình sẽ cấm chat hết toàn bộ luôn, chặn chat toàn bộ luôn. Đây là cách mà chúng ta có thể gánh team một cách thầm lặng, không để những cái dòng chat chi phối đến cảm xúc của bản thân. Đó, chúng ta không thèm đôi co làm gì, vẫn có cơ hội thắng được trong trận đấu này khi mà team mình không quá thua thiệt vào thời điểm này. Team mình ăn 1 và team bạn cũng chỉ ăn 2 mà thôi. Đấy, thế nên là đánh nhau này. Oánh liền, mình xin một mạng có chiêu cuối đây. Đó, double kill. Rồi, dần dần là mình sẽ có mạng nha. Như thế này là được double kill rồi, chúng ta sẽ tích tiểu thành đại. Chúng ta sẽ lớn từ từ, sẽ là một con cá bé và sẽ chăm chỉ đi farm. Sau này chúng ta sẽ thành cá lớn, sau đó là cá lớn sẽ đi nuốt cá bé. Chắc hẳn các bạn cũng đã chơi trò chơi rồi đúng không? Cá lớn nuốt cá bé đấy. Thì Wit bây giờ đang rất là bé bỏng. Mình sẽ cần phải cho Wit lớn dần theo thời gian. Sau này lớn rồi thì chúng ta sẽ nuốt từng thành viên một. Ủa, từ từ. Nào, cẩn thận nha. Trong trận đấu này một cái điều khó khăn nữa đó là team bạn có Butterfly, một vị tướng cũng đang rất là mạnh. Mà team mình lại có đến 3 xạ thủ thì chắc hẳn là Butterfly đang cảm thấy rất là vui. Đang cảm thấy là, sẽ có thể vét máng được. Nào, cho xin bùa đỏ cái đi. Mình có tê tái rồi. Lần này thì không xịt được đâu nha. Bạn ăn được của mình. Ô, tôi chết rồi, lag rồi. Đèn dã man các bạn ạ. Đã bị tranh lên lại còn lag nữa chứ. Từ từ để mình khởi động lại mạng. Rồi,
chuyển từ Wi-Fi sang 4G. Đấy, hết lag luôn. Bắt đầu rồi, quay trở lại trận đấu này để gánh team tiếp nha. Rất là nhiều thứ nó đang cản trở cái việc gánh team của mình. Đó là về vấn đề mạng này, mình cũng đã giải quyết xong. Còn bây giờ thì chúng ta cứ thăm ngàn và kiệm ngân, hạn chế feed mạng và tập trung farm, có cơ hội thì ăn mạng. Ba xạ thủ điểm lợi là đẩy rất là nhanh, nhưng mà nên nhớ là đánh về thời điểm cuối game thì team bạn ăn đứt luôn. Team bạn nha, các bạn cùng quan sát qua, cẩn thận nào. Ô, chơi được, bắn được, nhưng mà mình không giết được booster. Lại mất bùa xanh rồi. Malok chỉ cần luyện ngục vào và mở combat thôi, mất tung được ba xạ thủ team mình thì toang luôn đấy mọi người. Là Butterfly nó chỉ việc nhảy vào nó vét máng thôi. Thế là mình sẽ không làm cái điều đó xảy ra nhá. Mình hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Malok nhìn trâu quá. Không biết là các bạn có gặp vấn đề như này không, nhưng mà đây là mức danh cao thủ rồi thì chúng ta vẫn gặp, thỉnh thoảng chúng ta vẫn gặp những cái trường hợp kiểu như là một đội hình nhiều xạ thủ, rồi chôn game, rồi phá rừng, rồi canh tranh rừng các kiểu. Dự là trong trận đấu này mình cũng không thể nhường được rừng, bởi vì là phong cách quýt bây giờ đi rừng nó khả năng gánh team được rất là tốt. Đấy, chỉ phải giữ vị trí và chúng ta bắn, không ai quan tâm mình thì mình cứ bắn tự nhiên thôi. Dồn được, anh em ơi, mình một người cần một người vào tay để mình có thể bắn. Trời ơi, bắn chưa được lực nha. Nói qua về build đồ này, khổ lắm cơ, sao cứ vào rừng mình farm vậy trời. Khó chịu thật khi mà phải chia đôi kinh nghiệm. Có biết là lúc mình tắt chat có bị chửi gì không? Có bị Lavin chửi trước thì nữa không? Đồ của vị tướng Quýt thì trước hết trang bị đầu tiên là trang bị đi rừng. Mình sẽ lên trang bị tốc đánh, đó là cung bão tố nha. Khi mà team bạn có quá nhiều khống chế thì mình sẽ lên đó là trang bị thứ hai, giày kiên cường, vuốt rung tàn, một chút chính mạng đến từ thanh kiếm và xuyên giáp đến từ kiếm Murabasa. Trang bị cuối cùng sẽ là trang bị cung tà ma. Ok, đấy là build đồ cho Quýt. Trận đấu này cả hai đội ăn rất là khiêm tốn nha. Các bạn cùng quan sát là team mình ăn 4 và team bạn ăn 4 kìa. Đấy, chủ yếu là mình không muốn đánh nhau nhiều, mình muốn farm và farm thôi. Vấn đề farm mình sẽ nhắc rất là nhiều trong trận đấu này. Tulen, Tulen ơi, Tulen còn xíu máu đấy mọi người ạ. Tulen ơi, cái tầm này là thịt Tulen liền. Siêu việt rồi, cứ bình tĩnh nha. Đúng thật là quả thật là cá lớn nuốt cá bé, cứ bình tĩnh. Mình sắp trở thành một con cá siêu to khổng lồ. Con cá bự nhưng mà không phải là của bà Tân Vlog đâu. Siêu to khổng lồ không phải của bà Tân đâu nhá. Làm gì vậy? Anh làm cái gì? Thả diều. Ồ, lại chạy mất dép à? Chạy hộ. Chạy hộ mình này, bá đạo luôn. Thả diều, nói chung là chúng ta có cơ hội chúng ta cứ thả diều thôi. Thả diều ở đây có nghĩa là team bạn đuổi các bạn và các bạn vừa di chuyển về các bạn bắn nhá. Vừa đi lùi vừa bắn. Đấy, đấy là cách thả diều. Team mình đang nhỉnh hơn rồi đấy, mặc dù là đội hình chôn. Nhưng mà do mình tắt chat đi là mình không bị những cái câu chat chi phối. Nhìn này, Tulen thơm cho, Tulen ơi, Tulen, chơi tiếp, 5 mạng. Cứ bình tĩnh. Nói chung là mình gánh được trận đấu này. Wow, Malok tôi toang rồi. Lần này thì hết chạy luôn ạ. Mình bảo rồi, trong trận đấu này mình chỉ sợ Malok nó luyện ngục thẳng vào là mình hết chạy luôn. Căng quá. Sau trận đấu này team bạn lại còn có một bạn nữ cơ. Đọc cái tên là cũng thấy xinh xắn rồi. Đó là Alice. Alice là bạn nữ nha. Nếu các bạn nhìn qua tên của bạn bé Alice là hình như là bé Ngọc Trần. Đọc cái tên thôi là đủ biết là xinh xắn rồi. Thôi bỏ qua. Bây giờ mình sẽ tập trung tiếp tục là farm. Đồng đội của mình vẫn đang đánh nhau, nhưng mà nên nhớ là đừng có feed mạng cho Butterfly. Đây là một sai lầm luôn ạ. Thiếu mình vẫn đánh nhau được, trời ơi. Nuôi lớn Butterfly là một sai lầm. Khi mà Butterfly bây giờ nó rất là mạnh, chất tướng mạnh thì chớ bây giờ để cho ui nó triple kill. Ác mộng thật sự. Team mình cứ đi lẻ và cứ feed mạng như thế này thì khó đánh quá. Ui nhìn Butterfly này, thôi mình cứ đứng đây và chờ đợi nha. Xem có ai không. Yêu máu là Tulen. Tulen ơi, combo sẽ là chiêu 1 lướt lên chiêu 2 ném làm choáng này. Nào, làm choáng luôn. Làm mạng của Tulen 200 vàng. Trước hết là mình sẽ cần phải bỏ xa Butterfly ra. Không biết là Butterfly có bắt mình hay không. Nhưng mà trong trận đấu này thì Butterfly sẽ có rất là nhiều lựa chọn. Đó là ba xạ thủ thì tha hồ lựa chọn thôi. Mình chỉ sợ nó lựa chọn thằng xanh nhất.
Mà xanh nhất là ai? Bây giờ là mình 6 mạng là người xanh nhất team mình rồi. Đấy, cứ đi lẻ thế này thì đỡ làm sao. Uầy, đánh được không để mình tới đây. Đúng rồi, ui uầy, nhìn Butterfly này. Hay quá. Bây giờ có Manlock thôi. Châu châu ấy bỏ. Bắn sạch. Cái tầm này là đam của mình cũng to rồi, có đồ mà. Bây giờ mình 7 mạng rồi, là cũng có đồ rồi, chỉ cần được bảo kê thôi. Tính ra trong trận đấu này may ra mình nhờ vả được vào Dexcha sẽ tanh để cho mình phá trụ. Hoặc là Dexcha sẽ vào tanh vào CA mở combat để mình đứng đằng sau mình bắn. Chúng ta sẽ lấy luôn, nhưng mà rất là khó để lấy được một đường lính siêu cấp nha. Bởi vì hết lính rồi, hết quái rồi, từ. Ơ, thảm thế lại chết luôn. Butter vào đây, bạn nghĩ bạn xanh hơn mình à? Sao? Úi dồi, từ, nó gọi người. Manlock luyện ngục, biết ngay. 1v1 thì mình cũng không ngán đâu, bởi vì mình thả diều bằng chưa một được. Nhưng mà khi mà Manlock nó khép góc một cái là mình phải té ngay nhá. Tulen ơi, cho mình mượn tạm con bồ xanh, đúng rồi bạn ơi. Cho mình mượn tạm bồ xanh, mình xin. Ui dồi, đồ các bạn bắt được mình. Chiếm em đi, các anh chiếm em đi. Chiếm em đi này, tâm hồn của mình vẫn đang rất trong sáng. Úi dồi, tôi xào. Nó chiếm mình thật. Mình thách thức nó là nó chơi mình thật. Trận đấu này vẫn chưa thể nói trước được điều gì nha. Khi mà cả trận đấu này vẫn rất là cân bằng. Trụ thì team mình mất có một cái trụ thôi, nhưng điểm hạ gục là 14-12. Nó rất là sát nhau các bạn ạ. Chênh lệch có một xíu thôi. Từ bây giờ mình sẽ thử hủy cái chặn chat đi, xem đồng đội bây giờ có chat cái gì không. Hủy chặn chat. Mình nghĩ là team mình cũng chả chat gì đâu. Khi mà bây giờ team mình sẽ tập trung chơi là nhiều. Cái trụ đường trên, cái trụ đường tà thần, team bạn chắc là chỉ cần một bắn thôi là nổ. Đó à, Lavin đang kêu gọi ăn tổ chức ăn tà thần. Team xạ thủ thì ăn tà thần nhanh thôi, nhưng mà chỉ sợ team bạn nó ra. Thế bây giờ mà ăn tà thần rất là nguy hiểm nha. Manlock đang ở đây này. Chưa ăn tà thần vội được. Mình cũng rất là mong muốn ăn tà thần, nhưng mà phải đợi team bạn ra chỗ khác cơ. Để Alice bắt đầu ra check tà thần rồi. Từ từ nha. Núp bụi chờ đợi xem. Ơ kìa, chả Butterfly. Ơ, đi đâu mà vội. Ui, đồng tế, mình làm mạng của bạn. Không sao, mình bắn được. Từ từ nha, mình lách nhẹ nhẹ. Đấy, thế là Manlock quẹt xịt rồi. Mình vẫn sống. Lên tảng anh em ơi, lên tảng khi mà team bạn mất 3. Có chiêu cuối bạn. Úi giời, làm mạng của Tulen. Team bạn mất 4. Team bạn chỉ còn một mình John thôi. Nhưng mà mình đang lo bởi vì là John nó thủ trụ rất là nhanh các bạn ạ. Đàn lính này nó sấy cho 2 phát là mất. Phải khép góc được và thịt được John bây giờ thì mới thắng được. Nhưng mà ai là người mở combat, đấy là điều quan trọng các bạn ạ. Chưa thể thắng được bởi vì hết sạch lính rồi. Khó tật đen tật thôi, từ nha. Bây giờ để mà phá luôn thì hơi khó bởi team bạn cũng sắp ra. Mở gần ga vẫn còn tham. Mình không lỡ bỏ bạn ơi, mình tới đây. Nhưng mà nhìn Manlock này. Ui trầu tê. Nhìn Quýt bắn đá thật sự khi mà thời điểm này. Từ từ nha. Bây giờ combo sẽ là ném choáng và lướt chưa một ta. Ồ, choáng thành công. Có chiêu cuối đây. Bạn chạy hộ mình. Mình xin siêu việt luôn. Kệ đi, bây giờ mình sẽ ép luôn trụ này. Mình quan sát qua bản đồ là Butterfly đang lên bắt mình. Từ từ mình sẽ đứng vào trong bụi và chờ đợi xem có ai bắt nữa không. Gọi người ra đây. Hay quá, có Alita trách bụi à. Bé Ngọc Trần, bé ơi, bé đi đâu, ở lại với mình. Đúng rồi, bá đạo luôn. Ai bắt mình không? Chiếm lấy em đi, bây giờ mình có cả cung tà ma. Mình ngán cái gì à, Butterfly. Butterfly chạy mất dép rồi, lướt lên bắn luôn cả John chết này. Cứ nã đạn như vậy thì ai đỡ nổi. Manlock đúng không? Rồi, Manlock trâu thế. Ôi anh ăn gì anh Châu vậy? Thôi nha, đây sẽ là hai đường lính siêu cấp này. Ok, chắc là có lẽ mình sẽ kết thúc luôn trận đấu tại đây. Cũng chả cần phải tà thần làm cái gì nữa. Đấy, chỉ cần giữ vị trí và bắn sạch kể cả Tulen. Từ, chơi Tulen trước đã. Sau đó là chơi Manlock. Mọi người thấy chưa? Chúng ta chỉ cần giữ được một cái đầu lạnh thôi, tập trung farm và chúng ta vẫn có thể gánh team được. Chứ đừng có đứng chửi nhau làm cái gì nha.
mình vẫn áp dụng được cái công thức này để có thể leo danh hiệu quả. Các bạn có thể áp dụng theo, gặp phá game thì cứ tập trung.